Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về hoa mai. Hoa mai là một loài hoa đẹp và phổ biến ở Việt Nam. Nó có màu vàng tươi và thường nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Hoa mai được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hoa mai có nhiều loại khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hoa mai vàng. Hoa mai vàng có 5 cánh, nhị hoa màu vàng và nhụy hoa màu nâu. Hoa mai thường được trồng trong chậu hoặc trong vườn. Hoa mai có ý nghĩa văn hóa quan trọng ở Việt Nam. Nó được coi là biểu tượng của mùa xuân, sự đổi mới và hy vọng. Hoa mai cũng được sử dụng trong nhiều nghi lễ truyền thống, chẳng hạn như lễ Tết Nguyên Đán và lễ hội hoa mai. Dưới đây là một số sự thật thú vị về hoa mai. Hoa mai là loài hoa biểu tượng của Việt Nam. Hoa mai có màu vàng tươi và thường nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Hoa mai được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hoa mai có nhiều loại khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hoa mai vàng. Hoa mai có 5 cánh, nhị hoa màu vàng và nhị hoa màu nâu. Hoa mai thường được trồng trong chậu hoặc trong vườn. Hoa mai có ý nghĩa văn hóa quan trọng ở Việt Nam. Nó được coi là biểu tượng của mùa xuân, sự đổi mới và hy vọng. Hoa mai cũng được sử dụng trong nhiều nghi lễ truyền thống, chẳng hạn như lễ Tết Nguyên đán và lễ hội hoa mai.